Dịch bệnh COVID-19 tại nhiều nước đang trở nên trầm trọng hơn do sự lây lan khó lường của biến thể Delta, trong đó có Việt Nam. Các chuyên gia y tế đã ghi nhận ngày càng nhiều dữ liệu cho thấy khả năng lây lan của biến thể Delta cao hơn so với các chủng khác. Và mới hôm qua, thật đáng lo ngại khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đánh giá biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 sẽ trở thành biến thể chủ đạo, lấn át tất cả các biến thể khác và trở thành biến thể gây bệnh chính trong những tháng tới đây, thưa quý vị. Theo WHO, biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ, tới nay đã làm lây lan ra 124 quốc gia và vùng lãnh thổ. Biến thể này cũng được phát hiện trong hơn 75% số mẫu bệnh phẩm được đưa đi phân tích chuỗi gen tại nhiều quốc gia lớn. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại nhiều nước đang trở nên trầm trọng hơn do sự lây lan khó lường của biến thể Delta. Tại các nước Nga và Đức đều có thông báo số ca mắc ở mức cao do biến thể Delta lây lan nhanh. Pháp cũng cho biết biến thể Delta hiện chiếm phần lớn các ca nhiễm ở nước này. Hiện thế giới ghi nhận 3,4 triệu ca mắc mới trong tuần, tính từ ngày 18 tháng 7, tăng 12% so với tuần trước đó.